Ngọc Trang xin kính chào quý vị đang đến với bản tin nóng của Hành Trình Tương Lai. Chúc quý vị khán giả có một buổi tối ấm áp và đầy niềm vui. Thưa quý vị, Tết âm lịch truyền thống của quê hương cũng đang đến gần và với mong muốn kết nối tất cả những người con đất Việt cũng như những khán giả yêu văn hóa Việt Nam trên toàn thế giới, 30 tập Hành Trình Tương Lai chúng tôi xin kêu gọi tất cả quý vị khán giả cũng như đồng bào trên khắp năm châu hãy chia sẻ cho chúng tôi những video chúc Tết ngắn tại nơi mà quý vị đang sinh sống. Hãy gửi video về cho chúng tôi theo địa chỉ email httlhuyenbi@gmail.com hoặc fanpage của Hành Trình Tương Lai trên Facebook đến ngày 4 tháng 2 năm 2021, tức ngày 23 tháng Chạp. Chúng tôi sẽ phát lời chúc Tết của tất cả quý vị vào ngày mùng 1 Tết âm lịch như một lời tri ân, kết nối và cảm ơn đến tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần tin trong nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Phát hiện biến thể mới virus viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam. Bộ đội biên phòng khóa chặt biên giới ngăn người nhập cảnh trái phép. Xe bán tải mất lái lao xuống mương nước, 6 người thương vong. Án mạng đầu tiên của năm 2021. Và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mới đây, kết quả tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho thấy Việt Nam vừa ghi nhận một trường hợp là bệnh nhân số 1435 nhiễm chủng virus viêm phổi Vũ Hán biến thể VOC20201201. Đây là chủng mới được ghi nhận ở Anh gần đây. Theo Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2020, sân bay Cần Thơ tiếp nhận chuyến bay VN50 từ Anh tới Việt Nam có 305 hành khách. Chuyến cách ly tập trung tại tỉnh Trà Vinh 147 người, Vĩnh Long 137 người, thành phố Cần Thơ 17 người và thành phố Hồ Chí Minh là 4 người. Các địa phương đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần thứ nhất và phát hiện 6 trường hợp mắc bệnh, gồm bệnh nhân 1429 đến bệnh nhân 1432 tại Vĩnh Long và bệnh nhân 1434, bệnh nhân 1435 tại Trà Vinh. Ngay sau đó, Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá, phân loại và giải trình tự gen. Kết quả đã ghi nhận một trường hợp là bệnh nhân 1435 mắc chủng virus viêm phổi Vũ Hán, biến thể VOC20201201. Đồng thời, chủng gây bệnh cho bệnh nhân 1435 cũng có đột biến D614G, vốn là chủng được cho làm lây lan nhanh cách đây 4-5 tháng. Hiện Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo Cục Y tế Dự phòng để tổng hợp và xin ý kiến của lãnh đạo Bộ Y tế để chỉ đạo trong các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu và đáp ứng phòng chống dịch. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Tây Ninh đã kích hoạt hệ thống phòng chống dịch ở mức cao nhất, lực lượng biên phòng khóa chặt hàng trăm km đường biên giới. Theo thống kê, Tây Ninh có đường biên giới dài hơn 240 km, tiếp giáp với 3 tỉnh của Vương quốc Campuchia với 16 cửa khẩu và nhiều đường mòn lối mở. Hiện tại, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã bố trí 29 điểm cảnh giới, 16 trạm kiểm soát biên phòng. Bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp cùng với công an, dân quân các xã biên giới lập 123 tổ chốt kiểm soát với hàng trăm cán bộ chiến sĩ túc trực 24/24. Đại tá Nguyễn Tài Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đây là năm đầu tiên lực lượng biên phòng phải áp dụng các biện pháp ngăn chặn, không cho các hoạt động người qua lại ở các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ cũng như đường mòn lối mở. Lực lượng Bộ đội Biên phòng quyết tâm ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, từ đó tránh lây lan dịch viêm phổi Vũ Hán. Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 6 người thương vong xảy ra tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Trước đó vào tối ngày 1 tháng 1, tại km 241 quốc lộ 18, đoạn qua xã Đường Hoa, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, xe bán tải mang biển số 14C07172 chưa rõ người điều khiển chạy theo hướng Hạ Long, Móng Cái. Khi đến đoạn đường trên đã mất lái, lao xuống mương nước phía bên phải đường. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có 6 người. Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Huy Đại, 41 tuổi, trú tại phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, và anh Lò Văn Kiều, 29 tuổi, trú tại Thanh Hóa, tử vong tại hiện trường. 4 người còn lại bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Theo báo Thanh Niên đưa tin, vào đêm ngày 1 tháng 1 năm 2021, một vụ án mạng đã xảy ra tại một quán bar đường Nguyễn Đình Chiểu thuộc phường Hàm Tiến, khu du lịch quốc gia Mũi Né, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Trần Thanh Tiến, sinh năm 2001, ngụ ở phường Phú Thủy, cùng người thân đang ngồi chơi trong quán bar cùng hai bạn nữ. Do có mâu thuẫn từ trước, Phạm Hoàng Quốc, sinh năm 1997, ngụ ở phường Phú Hải, bước vào quán bar, hai bên lời qua tiếng lại và Quốc bất ngờ rút dao đâm anh Tiến nhiều nhát khiến nạn nhân bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi gây án, Quốc chạy ra ngoài đường Nguyễn Đình Chiểu và được một người bạn chở rời khỏi hiện trường, nạn nhân Tiến gục trong nhà vệ sinh và tử vong. Vụ việc được camera an ninh tại quán bar ghi lại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận PC01 phối hợp với Phòng Khoa học Hình sự, Trung tâm Pháp y đã khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang tạm giữ nghi can Phạm Hoàng Quốc để điều tra. Tiếp theo là tin tức trên thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Người Mỹ sẽ chứng kiến Tổng thống Trump tuyên thệ lần thứ hai. Iran gửi quà năm mới, thế giới lo ngại thỏa thuận hạt nhân trở về con số 0. Phá thai gây ra số ca tử vong nhiều nhất năm 2020. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Cố vấn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, ông Steve Cortez, hôm qua ngày 1 tháng 1 tiếp tục nêu rõ những bất thường trong kết quả bầu cử, nói rằng việc một ứng viên tổng thống giành chiến thắng ở các tiểu bang Ohio, Florida và Iowa nhưng lại thua cuộc đua chung cuộc là rất hiếm. Ông Cortez viết trên Twitter, kể từ trước nội chiến chỉ có một lần ứng viên thắng ở Ohio, Iowa và Florida, nhưng thua trong cuộc đua tổng thống là cựu tổng thống Richard Nixon vào năm 1960. Tổng thống Trump đã dễ dàng giành được 3 bang quan trọng này vào ngày 3 tháng 11. Nhưng không giống như năm 1960, chúng tôi sẽ không cho phép hành vi trộm cắp của Đảng Dân Chủ diễn ra. Ông Cortez nhấn mạnh rằng kịch bản ông Trump thua chung cuộc là hoàn toàn không thể xảy ra, lưu ý rằng Tổng thống Trump đã dễ dàng giành chiến thắng ở ba bang như đề cập. Ông Cortez nói, hãy bảo đảm rằng chúng ta kiểm đếm mọi phiếu hợp pháp. Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ một lần nữa chứng kiến Tổng thống Donald Trump tuyên thệ cho nhiệm kỳ thứ hai. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, hôm qua 1 tháng 1, đúng ngày đầu tiên của năm mới 2021, Iran đã gửi thư đến IAEA để thông báo ý định sản xuất uranium với độ làm giàu lên tới 20% mức tinh khiết, tức là trở về mức trước khi đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015. Đây được xem là bước đi đáp trả đầu tiên của Iran sau vụ nhà khoa học hàng đầu nước này là Mohsen Makhrizadeh bị ám sát cách đây 2 tháng. Liên tiếp những cú sốc đang khiến thỏa thuận hạt nhân lịch sử năm 2015 mà xa hơn là mọi nỗ lực nhằm ổn định Trung Đông đứng trước nguy cơ trở về con số 0. Theo báo cáo mới đây nhất của IAEA hồi tháng 11 năm 2020, Iran đang làm giàu uranium lên mức cao hơn mức cam kết là 3,67% theo thỏa thuận, nhưng không vượt quá ngưỡng 4,5% và vẫn không tuân thủ cơ chế kiểm soát rất nghiêm ngặt của cơ quan này. Tuy nhiên, vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran Mohsen Fakhrizadeh hồi cuối tháng 11 năm 2020 đã như giọt nước tràn ly khiến tình hình ngày càng trở nên vượt tầm kiểm soát. Theo thống kê của World Meter, nạo phá thai một lần nữa trở thành nguyên nhân gây tử vong số 1 trên toàn cầu vào năm 2020, với con số kỷ lục 42,7 triệu sinh linh bị giết hại. Năm 2020, việc phá thai được hợp pháp hóa ở Argentina, một trong những nơi cuối cùng trên thế giới công nhận và bảo vệ quyền sống của trẻ em khi đang còn trong bụng mẹ. Trong thông điệp Giáng sinh hàng năm của mình, các giám mục Argentina đã tố cáo chính phủ của Alberto Fernández vì việc mở rộng quyền phá thai giữa một đại dịch. Các giám mục tuyên bố, thay vì đáp ứng nhu cầu thực sự của người dân Argentina, chính phủ đã thông qua một sự khẩn cấp không thể hiểu nổi với việc hợp pháp hóa phá thai ở nước này, như thể nó liên quan đến những đau khổ, nỗi sợ hãi và mối quan tâm của hầu hết người dân Argentina. Ở Mỹ, những người thiên tà hoặc theo trường phái tự do hay cấp tiến thường là những người ủng hộ phá thai. Ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden và nữ phó tướng của ông là bà Kamala Harris nằm trong số những người như vậy. Ở chiều ngược lại, những người có đức tin và bảo vệ truyền thống văn hóa kịch liệt phản đối hành vi giết người này.
Những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc phần tin trong tối ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Và ngay sau đây, Ngọc Trang mời quý vị cùng thư giãn với phần Nhân Sinh Cảm Ngộ quý vị nhé. Quý vị và các bạn thân mến, ngôi nhà hay văn phòng là những nơi gắn bó của chúng ta. Nhưng nhiều khi do thói quen hoặc không có thời gian dọn dẹp nên không gian sống và làm việc trở nên bừa bộn, muốn tìm thứ gì cũng khó và mất nhiều thời gian. Không gian ở và nơi làm việc thường xuyên trong tình trạng bừa bộn là một trong những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới tâm trạng, sức khỏe cũng như hiệu suất làm việc của mỗi người. Theo nhà tâm lý học Kalin, những người có phòng làm việc bừa bộn thường hay đưa ra những ý tưởng sáng tạo lạ lùng và đột phá hơn so với những người làm việc trong căn phòng ngăn nắp, và nhà khoa học Einstein là một minh chứng. Tuy nhiên, không phải một lối sống bừa bộn đều đem đến kết quả tích cực cho tất cả mọi người. Nó thường chỉ xảy đến với các thiên tài hoặc những người rất đặc biệt. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này quý vị nhé! Không gian bừa bộn ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta như thế nào? Các nhà khoa học tại Viện Khoa học Thần kinh thuộc Đại học Princeton nhận thấy rằng sống hoặc làm việc trong môi trường bừa bộn sẽ ức chế khả năng tập trung và xử lý thông tin của chúng ta. Nhìn những thứ bầy bừa lộn xộn có thể ảnh hưởng xấu đến não bộ của chúng ta. Chúng liên tục kích thích lên vỏ não thị giác, làm hạn chế khả năng tập trung, khả năng xử lý vấn đề cũng như suy giảm trí nhớ. Kết quả là bạn sẽ cảm thấy như không thể bao giờ có thể hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Và theo thời gian, số lượng công việc không hoàn thành tiếp tục tăng lên và điều đó dần dần làm cho tinh thần của bạn suy sụp. Một căn phòng bừa bộn sẽ khiến cho chúng ta cảm giác dường như không có được một không gian để thư giãn. Phòng làm việc lộn xộn khiến bạn có cảm giác như bị bủa vây bởi công việc, dường như mọi công việc không bao giờ có thể hoàn thành. Sự lộn xộn còn cản trở năng suất làm việc và sự sáng tạo của chúng ta. Nó làm ta mất thời gian hơn khi cần phải tìm một thứ gì đó. Các tập tin và giấy tờ cần phải tìm trong một đống giấy chồng chất hay chiếc chìa khóa bỏ quên đâu đó trong một căn phòng bừa bộn. Và ngay bây giờ, Hành Trình Tương Lai xin được chia sẻ đến quý vị 5 cách giúp bạn thoát ra khỏi mớ hỗn độn. Cách thứ nhất, tập trung dọn từng chút một. Khi bắt đầu dọn dẹp, hãy chọn một góc của căn phòng và ước lượng thời gian cần thiết để dọn xong nó. Sau đó, hãy tập trung hoàn tất công việc thay vì gặp đâu dọn đó. Hoặc việc loay xoay vừa dọn nơi này, chưa xong thì nơi khác đã ngổn ngang sẽ khiến bạn thêm mất thời gian và công sức. Chưa kể nhìn khắp căn nhà trong tình trạng đang dọn dẹp sẽ khiến bạn càng khó chịu hơn. Và cách thứ hai, phân loại mọi thứ bằng 4 chiếc thùng. Phân loại rác với 4 thùng, rác phân hủy, đồ đem cho, đồ giữ lại và những đồ cần tái chế. Kiểm tra kỹ lưỡng các món đồ và phân loại cho phù hợp với từng thùng. Cách thứ ba, lựa chọn vị trí thích hợp để đặt các món đồ. Ngay sau khi bạn dùng xong một món gì đó, hãy đặt nó ngay ngắn lại ở vị trí cũ. Ví dụ đặt các vật dụng làm việc trong văn phòng hoặc trên bàn làm việc của bạn, các sản phẩm chăm sóc tóc và mỹ phẩm trong phòng tắm. Bằng cách này, bạn sẽ không phải mất công tìm kiếm và ngăn chặn được việc bỏ đồ bừa bộn khắp nhà. Cách thứ tư, cho đống giấy tờ vào các quyển sổ kẹp khác nhau. Nhìn đống giấy tờ lộn xộn khiến tâm trạng của bạn trở nên căng thẳng hơn. Sắp các giấy tờ như hóa đơn, bản đơn giá, mẫu giấy ghi chú vào các bìa kẹp giấy hoặc cặp hồ sơ để trên bàn làm việc và bàn của bạn sẽ trông gọn gàng hơn rất nhiều. Thực hiện thử thách 12-12-12. Nếu bạn có con, bạn sẽ mong muốn công việc dọn dẹp trở nên thú vị hơn, giống như là một trò chơi đi đua chứ không phải là một công việc bị ép buộc. Với thử thách này, bạn hãy giao cho bọn trẻ một nhiệm vụ đơn giản là định vị 12 vật phẩm bỏ đi, 12 vật phẩm đem tặng và 12 vật phẩm sẽ phải xếp lại đúng vị trí cũ. Đây thực sự là cách thú vị để giúp 36 vật dụng trong nhà của bạn được sắp đặt một cách nhanh chóng. Dọn dẹp đồ đạc lộn xộn trong nhà hoặc nơi làm việc không chỉ giúp bạn tăng sức tập trung, cảm thấy yên tâm mà còn khiến cho tâm trí của bạn được thư giãn, cải thiện sức khỏe tinh thần và cảm xúc của bạn, cũng như giải tỏa căng thẳng. Hy vọng quý vị đã có những phút giây ý nghĩa và có được những cách để chúng ta có một không gian sống và làm việc gọn gàng hơn. Hy vọng với 5 gợi ý vừa rồi, quý vị và các bạn đã có cách để chúng ta có được không gian sống và làm việc gọn gàng hơn. Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận bên dưới quý vị nhé! Và thưa quý vị, đối với nhiều người trên thế gian này, điều quan trọng nhất là có sức khỏe, vì có sức khỏe là có tất cả. Và theo như chúng tôi được biết, luyện tập khí công cũng là một liệu pháp thật tốt, đã được hàng triệu người trên thế giới thực hành mỗi ngày. Ngọc Trang đã trải nghiệm một môn tu luyện khí công của Phật gia theo nguyên lý chân,
thiện, nhẫn và đã có được sức khỏe tốt, tinh thần lạc quan, có được nguồn năng lượng tuyệt vời cho công việc và cuộc sống của mình. Quý vị hãy dành thời gian tìm hiểu xem sao. Và để có sự chuẩn bị tốt hơn cho kế hoạch của mình cho những ngày sắp tới, quý vị hãy theo dõi kênh Hành Trình Tương Lai Dự Báo Thời Tiết. Đường link chúng tôi có để ở phần mô tả bên dưới mỗi video. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào bản tin sáng ngày mai.